Vâng, ngày mùng 1 tháng 10 rất là cảm ơn anh khách VIP đẹp trai đã đến bên showroom JK ủng hộ thật JK một bộ combo karaoke rất là VIP. Em xin mời các anh em quay sang với cái cấu hình combo karaoke này của các khách hàng bên chúng em. Một anh khách rất là đẹp trai, có giọng hát vô cùng ngọt ngào, ấm mát. Em sẽ mở nhỏ lại đây. Em đang sử dụng một con vang có điều khiển remote từ xa nhé. Dòng vang này rất là tính năng, rất là vượt. Hiện tại cấu hình này thì đang có một cặp loa cây cao cấp của WeWood, model là G1000, với dòng loa cái chiều cao 1m1 và sở hữu cho mình những thông số vô cùng lý tưởng, có thể ghép để hát karaoke và nghe nhạc hai end rất là hay. Trên cấu hình này có một cặp cây thì sở hữu cho mình hai bát điện 20, công nghệ màng polyplat và một con chung 15 và một con tép đôm từ neo, tiếng rất là sáng, màu gỗ đỏ phong thủy đẹp. Và con này thì nó có luôn cả cái thông số đi kèm, như là đánh có thể đánh ở cái mức là 350 cho đến 700W, trở thành 4 ohm của model G1000. Lô thông hơi bên dưới rất là sành điệu và sang trọng. Và con Super WeWood 2012 nữa, chúng đang sử hóa đơn cho anh. Con Super Bass 30 này cũng công nghệ màng polyplastic, đa cặp với cặp loa rất là hợp nhau. Và một con đẩy D500 Pro, công nghệ chống chập mạch Protech rất là cao trên con thông hơi này. Một con vang số chỉnh cơ cao cấp có điều khiển remote, một nâng tiếng CB800 USA, một bộ mic cao cấp NS69. Em đã tăng volume lên để anh khách hàng trải nghiệm tiếp ạ. Anh quên khi ta có nhau, nhưng vừa nãy lần đầu trong tim cảm thấy tất cả điều khiển là trên con vang công nghệ mới này. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, dâng ra trên cánh lụa hồng, hãy đưa mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả ánh mắt của em chất chứa muộn phiền, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuôi trái tim. Và cấu hình này thì là chúng em vừa cộng cho anh đây đấy, tổng 32.900.000 đồng và tặng anh một chiếc đồng tiếng CB800 đi kèm. Trong ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10, tức là ngày âm thì hôm nay là 15 tháng 8, hôm nay là ngày trung thu đấy. Món quà tặng kèm cho bộ combo này cho anh Vũ rất là xuất sắc. Anh về thành phố Bắc Giang, cảm ơn anh rất là nhiều. Đôi đau mình em, khi em như hoa nhạt màu, anh quên đi ta có nhau, nhưng vừa nãy lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, dương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng không cho mình. Khi em như hoa nhạt màu, anh quen đi ta có nhau, nhưng phút em gái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, dương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, đang không cho mình.